phòng trọ của gái sinh tại Bắc Giang ngập rác khiến nhân viên khử khuẩn choáng váng. Mới đây, mạng xã hội lại tiếp tục dậy sóng trước một trường hợp gái sinh ăn với rác, ngủ với rác tại Hoàng Mai 3, Việt Yên, Bắc Giang. Theo đó, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đội phun khử khuẩn đã tới một dãy trọ trên địa bàn thành phố để phun khử khuẩn. Trong quá trình làm việc, họ vô tình phát hiện ra một căn phòng ngập ngụa rác. Nhưng điều sốc hơn là chủ nhân căn phòng này lại là một hot girl. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, các nhân viên cũng không giấu nổi sự kinh hãi của mình mà phải thốt lên: "Trời ơi, đi ra ngoài đi." Thậm chí một người khác cũng phải than trời kêu đất: "Ôi trời ơi." Đoạn video được ghi lại cho thấy căn phòng chưa đầy 20m² bị nhấn chìm bởi rác thải. Rác trải dài từ trong ra ngoài, từ nhà vệ sinh tới gian nấu ăn, tới nỗi không có chỗ mà đặt chân. Tấm mùng ngủ dậy cũng chẳng được xếp gọn gàng, trên giường cũng đầy rác từ chai lọ cho tới giấy loại, túi ni lông. Chắc hẳn cô gái này đã mất công tích trữ số rác này trong thời gian rất dài. Sự việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Khi nhìn căn phòng nhỏ, ai cũng tò mò không hiểu cô gái này sống kiểu gì khi miền Bắc đang bước vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng năm nay. Trong khi đó, số khác lại không ngừng chỉ trích cô gái vì ăn ở quá bẩn thỉu. Quay lại căn phòng ngập ngụa rác, nhiều dân mạng cảm thán vì không còn lời nào để diễn tả về nó nữa. Rồi cô ấy ngủ ở đâu là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra khi nhìn thấy cảnh tượng rác và đồ đạc chất thành núi, không còn lối đi. Một số người bình luận, phải con gái ở cái phòng này không hả trời, nhìn mà muốn xỉu tại chỗ luôn. Phòng ngang cái ổ chuột, rồi không biết cô ta ăn ngủ như thế nào trong phòng này. Không hiểu người hay cái gì mà sống trong cái phòng như vậy. Trong căn phòng trọ như thế, về đến phòng bạn không thấy ngộp thở à? Đồ đạc lung tung như vậy rồi làm sao biết ở đâu mà kiếm nhỉ, bất tiện lắm. Dọn gọn gàng lại ngay nhé, sống như thế này ảnh hưởng đến bản thân mình trước tiên. Khuyên thật lòng là ở bẩn như thế chỉ tổ thiệt thân thôi, bạn nên tập dần nếp sống gọn gàng, xinh xắn mà sạch sẽ gọn gàng nữa thì quá tuyệt luôn. Rất nhiều bạn trẻ đã gửi lời khuyên chân thành đến cô gái và mong rằng thời gian tới cô nàng sẽ thay đổi nếp sống. Cộng đồng mạng không còn lạ trước những câu chuyện bóc phốt gái xinh ở bẩn. Thế nhưng mỗi khi chứng kiến loạt ảnh chụp lại căn phòng chẳng khác nào bãi rác của các cô gái ấy, dân mạng vẫn không khỏi giật mình.